cả nhà. Bữa qua giờ bền dữ quá mọi người ơi. Bữa qua giờ là con bị sốt nè, bị ói nè. Nói chung là đi tour. Hôm nay là sáng đi khám bác sĩ uống thuốc cũng đỡ rồi. Bây giờ thì đỡ hơn. Và hai vợ chồng Vân đang đi siêu thị. Hai bé thì đi học rồi cả nhà. Và trời đang mưa nè. Đó. Trời đang mưa. Cả nhà Vân ghé siêu thị gần nhà. Mua đi coi sách rồi đó cả nhà, tại vì đi với con ấy, lo trông con không có xem được, nên là tranh thủ lúc mà con đi học ấy, thì con chạy ra siêu thị đi nhà sách xem sách cho con. Đầu tiên là cả nhà mình ghé qua Watson mua thuốc. Ông xã con mua thuốc xịt để thông mũi đó cả nhà, rồi thuốc ho cho con nè. Thuốc ho cho con là loại này là thuốc ho của Đức. Nó thành phần tự nhiên. $12 15 sen một hũ. Ồ, 11 đô 55 sen. Đây là thuốc ho của Hồng Kông này cả nhà. Đó, cây ba cao. Thuốc này cũng khá là tốt. Có nhiều loại đó. À, Made in Hồng Kông. Hũ nhỏ là $4 35 sen, hũ lớn là $5, hũ vừa là $5 lẻ 5 sen, hũ lớn là $7 90 sen. Cái này thì nó sẽ không có đường. Đó, dành cho người mà không có thích hợp ăn đường thì dùng loại này. Còn loại này thì là gói. Cái này là thuốc xịt thông mũi nha cả nhà. Đang bị sổ mũi, nghẹt mũi mà xịt cái này vô là thông mũi liền nha cả nhà. Cái này là loại tốt cho nên là Vân chia sẻ với mọi người nè. Đó, cái này là của Nhật Bản. Một chai là $13 95 sen. Ví dụ nghẹt mũi hay là khó thở xong rồi mình xịt cái này vô là nó thông mũi liền. Nhưng mà cái này á, thì mình không chắc là dùng cho con nít được hay không. Cho nên là ông xã Vân mua cái loại này là cho con nít nè. À, loại này thì $12 50 sen. Cái này là của con nít kid. Thì trong này là những thành phần tự nhiên cả nhà. Cái này mình chưa dùng bao giờ nhưng mà mình sẽ dùng thử. Nếu mà tốt á, thì mình sẽ dùng thường hơn. Tại vì Braden nó hay bị dị ứng mũi á. Tiếp xúc với máy lạnh á, là máy điều hòa đó cả nhà, là sẽ nghẹt mũi. Thì cái này là thành phần tự nhiên nên là mình sẽ mua dùng thử. Mua thuốc xong cả nhà mình ghé qua nhà sách. Rồi nhà sách bữa nay thay đổi nhiều quá, bữa nay nhà sách có bán điện thoại luôn. Bình thường thì nhà sách không có bán điện thoại nha mọi người, mà hôm nay bán đồ điện tử nữa, kinh doanh thêm đó, máy in mực các thứ bán đầy đủ. Ông xã mình mang theo cái túi để mua đồ đựng đó cả nhà. Bên này bây giờ đi siêu thị mà mình không có mang túi riêng á, thì mình sẽ phải mua bịch ni lông. Mua một bịch đó là 5 sen. Nếu mà mình đi siêu thị mà mình mua nhiều đồ ấy, thì người ta cứ tính là một bịch 5 sen nha cả nhà. Thì đây là sách nè. Đây là sách cho K1, K2 là sách mẫu giáo. Mẫu giáo nhỏ, mẫu giáo lớn. Vân muốn mua sách mẫu giáo lớn cho Elena là sách tiếng Trung. Sách tiếng Trung mà Vân đâu có biết tiếng Trung đâu, Vân dạy cả nhà. Vân chỉ dạy được tiếng Anh thôi. Tiếng Trung thì ông xã Vân đi làm bận rộn suốt,
cả ngày ở ngoài tối mới về tới nhà, không có thời gian chỉ con. Thì cái này là jumbo, jumbo tức là cả tiếng Anh nè, ngữ pháp tiếng Anh nè, đọc viết rồi đó cả nhà, rồi toán khoa học jumbo. Sách toán. Đây là lớp 1 đèn cả nhà. Thì cái này là toán nâng cao nè. Đây là toán mà vừa vừa. Đó, còn đây là toán cơ bản. Nó cũng chia ra nhiều loại gì đó các bạn. Cái này là ngữ pháp. Ngữ pháp thì là học tập đọc, tập viết đó cả nhà. Đây cũng là nâng cao. Cái này thì cũng mình không biết có nâng cao hay không, hình như là cũng bình thường hay sao ạ. Nó phân ra nhiều loại. À đúng rồi, cái này nâng cao nè cả nhà. Cái này là vừa vừa, cái này là cơ bản. Giống như là cơ bản, còn cái này là khó hơn chút. Và cái này là khó hơn nữa. Và cái này là thực hành, bài tập thực hành. Đó, cũng phân ra nhiều loại, nhiều mức. Toán thì cũng phân ra nè, nâng cao nè, vừa nè, và cơ bản. Đây là tiếng Trung. Tiếng Trung thì cũng nâng cao, vừa, cơ bản. Tiếng Trung hai bé nhà Văn này là nói chung là không có tiếp xúc nhiều đó cả nhà, cho nên là biết rất là ít, thì thành ra phải mua cơ bản. Đây là bán cặp này cả nhà. Trời. Đây là chì tô màu. Tô màu nước nè. Màu nước hay màu bột đó cả nha. Đó. Chì màu quá trời luôn. Màu bột. Màu nước. Mấy cái này thì cho Elena ưa lắm cô chú. Elena thích vẽ tô màu. Màu tô sáp này, 10 đô một hộp. Này, đây là chì màu. Chì màu cũng 10 đô một hộp. Wow, cái này nhìn đã quá mọi người. Cái này là tẩy nè, cái này là hộp bút chì 2B. Một hộp như này là 12 cái bút chì nè, 6 cục tẩy và 24 màu để tô, cũng 10 đô. Quá trời. Đây mua chắc là tô từ năm nay qua năm kia. Đây cũng là màu nè, 19 đô 90 sen một hũ màu. Nhiều màu. Đây cũng là màu sáp. 9 đô 90 sen một hộp. 5 đô 90 sen hộp nhỏ hơn. Hồi nhỏ đi học á, mỗi lần vào năm học mới á, mua những cái đồ mới á, rất là thích mọi người. Đây là chì. Đây là nguyên bộ luôn nè.
Một hộp như thế này là 5 đô 90 sen. 5 đô 90 sen. Nhưng mà cái này thì chất lượng cũng bình thường chứ không có tốt lắm. Rồi bút này, hũ 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 bán nguyên hũ 10 đô 90 sen. Đây là bút làm dấu 16 đô 90 sen một hộp. Đây là băng keo. Nhìn đã mọi người ha, đây là màu, bút màu. Một hộp là 12 đô 90 sen. Bút chì nè, 2B, 4B, 6B, 8B, 8 đô 75 sen. Quá trời đồ luôn. Đó, mua xong rồi à. Bây giờ mình sẽ ghé qua cái shop, cái shop Value. À, anh, we go there anh. The Value shop. Mình ghé qua coi thử có cái gì mới không. Đây đang siêu thị đang bán đồ event sự kiện này cả nhà. Thì lâu lâu mới có một lần. Cái này là của Guardian. Guardian bán sự kiện ở trong siêu thị này. Thì bán dầu gội, sữa tắm, thực phẩm chức năng, hút ẩm, vitamin C rồi đó cả nhà. Gối, mền, nhiều thứ quá luôn. Phía bên kia thì của hãng khác. Phía bên kia thì của nhãn nào mình không rõ nữa, nhưng mà bán quần áo. Còn của bên này là màu cam, đó là của Guardian. Đi ăn. Đi qua cái Value shop anh. Mình ghé Value shop thử. Đây là Japan Home. Nhưng mà mình thích cái Value shop hơn cả nhà. Value shop hay ghé lại mua khăn giấy rồi đó. Khăn giấy này thì để lau vệ sinh, dụng cụ trong nhà như là bàn ghế rồi đó. Đó, 1 đô 1 gói. Cái shop này thì bán rẻ hơn những cái shop khác. Đây là kẹo. Rồi mình sẽ đi vô đây mình mua một ít như là xà bông rửa tay nè, hay là sữa rửa mặt rồi đó cả nhà. Đây Lifebuoy. Thì hôm nay mình muốn mua là sữa rửa mặt. Clean and Clear nè, Clean and Clear 3 đô 25 sen. Hàng của Thái Lan. Bon này, Bon 3 đô 25 sen. Bon. Bán mì của Việt Nam, mì ba miền này cả nhà. Còn cái này là mì của Indo rồi. Chỉ có bán mì ba miền của Việt Nam thôi. Lâu quá không có ăn mì của Việt Nam nên mình sẽ lấy một gói, một bịch như này là 6 gói mì 1 đô 95 sen. Dầu dừa này cả nha. Dầu dừa 2 đô 25 sen. Mua đồ xong rồi hay giờ chồng vẫn ghé qua cái khu ăn uống này cả nhà. Khu ăn uống ở trong siêu thị Bukit Panjang Plaza. Thì cái này là cái quầy bán đồ ăn tráng miệng. Xã vẫn đang đứng mua chè. Đây là chè đậu xanh cả nhà. Còn đây là chè, bên này gọi là chè Bobo Cha Cha, là giống như chè thập cẩm á. Thì nước cốt dừa. Có cái hạt
hạt lựu làm từ bột năng đó cả nhà, đó khoai lang, đường thốt nốt, có cái gì quên tên mất tiêu rồi, cái gì ta, khoai môn đó. Vâng thì Vân chọn cái gì này, nhưng mà giờ nước cốt dừa mà hôm qua giờ bệnh quá không dám ăn cả nhà, nên chắc đổi với ông xã quá. Ngon anh. You eat this. Đây rồi, đi vòng vòng phát hiện một cái tiệm bán đồ làm bánh cả nhà, ngay trong Bukit Panjang Plaza luôn. Để chút nữa Vân xem thử ở lầu mấy. Đây là vùng dừa này, bán tất cả những cái loại bột và dụng cụ làm bánh luôn. Này làm bánh cookie đồ tất cả các thứ. À, bánh kẹp này. Bánh kẹp ở bên hay gọi là bánh quế đó cả nhà. Bánh chảo bên cake này. Bột, tất cả những loại bột men. Mứt. Đây là mứt để làm nhân bánh. Như là mứt Lotus là nhân sen này, blueberry, blueberry là cái trái này nè mọi người à, cái trái xanh xanh nhỏ nhỏ đó. Đây là strawberry là dâu tây. Để làm bánh trung thu, cái này là nhân thập cẩm nè. Ta bán đầy đủ hết luôn. Quá trời đã. Đây là nhân trà xanh. Đó, cái này là nhân gì đây mà màu xanh, à, nhân đậu trắng. Đây là những cái khay để làm bánh này, khuôn. Nó phóng to ra cho mọi người dễ thấy. Đây là dàn khuôn làm bánh nước. Bên này là khuôn nhựa để làm đông xương, hoặc là sau khi mình làm bánh xong thì mình sẽ lấy ra và mình cất ở trong cái khuôn nhựa. Giấy nướng, giấy bọc. Đây dụng cụ cắt, dụng cụ làm bánh rồi tất cả các thứ có hết. Thau cắt bánh này cả nhà. Dễ thương quá, nhìn là thích. Thích nhưng mà làm không có thời gian làm cả nhà ơi. Và cái này cũng là găm á, giống như là cái tâm găm. Dễ thương quá. Wow. Dễ thương quá mọi người ha. Một gói là $2.80. Bamboo Sky Redhead. Này là $3. Đây là các cái khuôn cắt. Đây là khuôn bánh này, khuôn bánh in này. Đó. Rồi. Đây là bánh gì ta? Cái này mình làm sao mình không biết nè. Cái này là làm bánh donut cả nhà ơi, donut. Đây cái khuôn donut này. Anh. This one how to donut. Đây là cân để làm bánh. Đây là khuôn chống dính, khuôn inox thì có hết. Khuôn inox này cả nhà, khuôn chống dính này. Đây là những cái muỗng để đo lường. Như là 1 cup, 1/2 cup đó các bạn. Chổi quét. Quá trời đồ làm bánh. Đây là tóc để đo lường. Đo lường từ 0 cho tới 1000, từ 0 cho tới 500. Cái gì đây? Sao nhỏ xíu nha. Trời ơi, cái này thiệt bự, cái này cả chút xíu là lấy gì đây? Lemon. Đây là muỗng để lấy cái nước cốt chanh. Đây. Nhà mình nhiều thứ còn chưa có lắm cả nhà. Có gì phải mua thêm.
quá trời đồ luôn cả nhà, mà không có quay lại hết được. Đây là làm bánh nè, khuôn làm bánh. Đây, đây cũng là khuôn làm bánh nướng này. Khuôn giấy, rất là dễ thương. Khuôn giấy, khuôn giấy thì tiện, nướng xong ăn xong rồi mình bỏ. Đây là đế bánh kem, đế vuông, đế tròn. Còn đây là khuôn chống dính cả nhà, cũng nhỏ nhỏ thôi đó. Để làm bánh bông lan mini á, bánh size nhỏ. Một cái khuôn là $3.30 hoặc là $4.30. Này là khuôn bằng gỗ, gỗ để làm bánh mì này, nhìn dễ thương quá mà mắc lắm cả nhà. Gỗ tới $22 một cái. Ví dụ như cái khuôn này là $25.10 một cái này đó. Cái này $20, nhưng mà khuôn gỗ rất là đẹp, nhìn rất là cầu kỳ. Còn mấy cái khuôn này là mình nhìn quen mắt rồi nè. Đây là khuôn bánh mì vuông đó cả nhà, $15.50 một cái. Cái màu đen này là tới $23.40 luôn, mình nặng nha. Đây giống như khuôn chống dính này. Như cái khuôn này nhỏ xíu mà cũng $13.20 rồi, ăn chút xíu à, làm bánh mì. Đây là khuôn nhôm inox. Quá trời khuôn bánh luôn. Bạn nào mà làm bánh là ghé qua cái shop này. Đây nè cả nhà, shop Redman. Đây là địa chỉ số 133434 Bukit Kajang Plaza. Bây giờ mình đi qua